Báo cáo với nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An cho biết, đến nay trên diện tích hơn 263 ha của khu công nghiệp đã có 33 nhà đầu tư với 35 dự án đạt tỷ lệ lấp đầy 80%. Trong đó có 15 nhà đầu tư FDI đến từ các quốc gia vùng lãnh thổ và tỷ lệ ngành điện, điện tử và công nghiệp hỗ trợ chiếm 42% số dự án đầu tư. Tổng vốn đầu tư đã đăng ký của các dự án đạt 775,2 triệu đô la và khoảng 150 triệu đô la đang chuẩn bị thủ tục đầu tư. Hiện nay có hai tập đoàn lớn chuyên về công nghệ điện tử thiết bị thông minh đã có mặt tại V-Ship là Luxair ICT và Evergreen Precision. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An cho biết thêm đã có 23 nhà đầu tư đi vào hoạt động, đang sử dụng hơn 14.000 lao động địa phương. 6 tháng đầu năm 2022, các sản phẩm sản xuất từ khu công nghiệp V-Ship Nghệ An xuất khẩu ra thị trường nước ngoài đạt khoảng 200 triệu đô la, tương đương hơn 4.600 tỷ đồng, trong đó sản phẩm từ điện tử chiếm 94%. Công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An hiện cũng đang tập trung để triển khai giai đoạn 2 của khu công nghiệp trên diện tích hơn 141 ha. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng đang làm các thủ tục và chờ chấp thuận để đầu tư vào dự án khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1 với quy mô 600 ha. Chúc mừng những thành công bước đầu của công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An, nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, với những thuận lợi về hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư nâng cấp, kết nối đồng bộ trong tương lai, tỉnh Nghệ An sẽ có nhiều lợi thế để phát triển trở thành trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ. Vì vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An phải nắm bắt cơ hội tiếp tục mở rộng đầu tư, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp trong tương lai.